Cơ quan địa chất của Mỹ đã điều chỉnh mức giảm mạnh ước tính về sản lượng đất hiếm của Việt Nam và dự báo sẽ giảm thêm nữa, theo Reuters. Ước tính của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ được công bố vào cuối tháng 1, chỉ vài tháng sau khi chính quyền Việt Nam bắt giữ các giám đốc điều hành công ty đang hợp tác với các công ty phương Tây để phát triển các dự án khai thác đất hiếm ở Việt Nam. Theo hãng tin Reuters, không có mối liên hệ rõ ràng giữa việc điều chỉnh của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ về sản lượng của Việt Nam và các vụ bắt giữ. Đất hiếm được sử dụng nhiều trong ngành công nghiệp, bao gồm xe điện, ác quy của ô tô và năng lượng tái tạo, đồng thời có một số ứng dụng trong các sản phẩm điện tử và quân sự. Thống kê của Cục Khảo sát Địa chất Hoa Kỳ được Reuters trích dẫn cho thấy sản lượng của Việt Nam giảm xuống chỉ còn 600 tấn vào năm ngoái, dù nước này có kế hoạch tăng sản lượng lên khoảng 20.000 đến 60.000 tấn mỗi năm vào cuối thập niên này trong khi sản lượng ước tính của Việt Nam giảm. Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ ước tính sản lượng khai thác đất hiếm toàn cầu đã tăng lên 350.000 tấn vào năm ngoái, từ mức 300.000 tấn vào năm 2022, theo Reuters. Mức tăng này trên toàn cầu, theo báo cáo của Cục khảo sát địa chất, được hãng tin Anh trích dẫn, phần lớn là do sản lượng của Trung Quốc tăng từ 210.000 tấn lên 240.000 tấn khi Bắc Kinh tăng hạn ngạch vào năm ngoái. Trước khi đưa ra báo cáo mới nhất, cuộc khảo sát địa chất Hoa Kỳ đã ước tính rằng Việt Nam có trữ lượng đất hiếm lớn thứ hai trên thế giới với 22 triệu tấn, chỉ sau Trung Quốc với 44 triệu tấn. Mỹ đã đồng ý tăng cường hợp tác về đất hiếm với Việt Nam, đặc biệt sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên đối tác chiến lược toàn diện. Giữa bối cảnh Washington và các nước đồng minh muốn đưa Việt Nam vào chuỗi cung ứng chất bán dẫn toàn cầu để giảm bớt rủi ro từ thị trường Trung Quốc.